Ôi này đang quay mà nó bị đai. Chắc là do mạng nhà mình nó hơi bị yếu, các bạn thông cảm nhé. Bây giờ là Sakin sẽ vô lại để test cho các bạn một cái dòng Nokia cổ, Nokia C300, được rất là nhiều anh chị thế hệ 8X, 9X rồi đầu, với lại các đồng chí nào mà thế hệ 7X á, đời đó. Đó, rất là ưa chuộng mấy cái dòng Nokia C3 này này. Đó. Bàn phím mình gõ nhanh, ok. Ngoại hình thì nó là như thế này đây. Đó. Anh như nó hơi tối nó. Rồi, ok, để xem nào. Rồi, rất là nhiều đồng chí hỏi hỏi tôi rằng là làm thế nào để kiểm tra cái máy này là máy chính hãng, rồi có phải là máy zin hay không. Được chưa? Nhìn về bề ngoài thì đa số các đồng chí sẽ khó mà nhận biết được. Được chưa? Rồi, tôi sẽ kiểm tra nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở máy. Ồ, nó hơi tối rồi. Rồi, quay thế này đi. Quay thế này nhá, cho nó sáng một chút. Rồi, các bạn cứ vô đi, có thiện chí thì chia sẻ dùm dùm Kim với nhá. Rồi, bây giờ là Kim là mở khóa này. Rồi, sao trời nó hơi tối hay màn hình mình nó tối ta? Tối hề. Các bạn có nhìn thấy không ta? Nó hơi tối thế này, các bạn thấy không? Các bạn có thấy không? Hơi tối hề. Có thể để mai để livestream cho các bạn xem đấy nhỉ? Hơi tối. Rồi, ok. Đầu tiên thì như thường lệ thôi, để mà mua cái dòng Nokia thì các bạn sẽ vô kiểm tra bên trong máy bằng cấu lệnh là sao, bộ thăng, nhà thăng, xong rồi 4 số 0, 4 số 0 được chưa? 4 số 0, xong rồi bấm thăng. Đó, là nó sẽ hiện ra một cái thông tin, nó sẽ hiện ra một cái thông tin Nokia này. Nó hơi tối. Nokia C3 này, V0871 này. Các bạn để ý là cái chữ có chữ RM này là dòng Nokia chính hãng nhé. Có một số máy nó nháy là không có RM đâu. Được chưa? Đó. Hôm nay nó hơi tối nên là nhìn góc quay nó không được đẹp cho lắm. Được chưa? Đó. Cái thứ hai là các bạn sẽ vô kiểm tra series của máy để biết máy này có chính hãng hay không. Được chưa? Các bạn vào bấm vào gì, sao như thường lệ thôi đó, sao thang rồi bấm 06 thì rồi thang thì các bạn sẽ biết được series của máy này. Thấy chưa? Lúc này đây chúng ta đã có một cái series của máy, đó là gì, 3543180 rồi gì đó ba la ba la đằng sau, được chưa? Cái tiếp theo đây, khi mà các bạn đã có số series này rồi thì các bạn sẽ vô một cái trang web để các bạn check ở đây thì tôi sẽ vô cái phần check email, được chưa? Như thường lệ các bạn sẽ vô một cái trang là check email in check đây www.email.info. Sau đó các bạn sẽ gõ một cái số series của máy này, được chưa? Tôi đã gọi sẵn cho các bạn để khỏi mất thời gian của nhau, được chưa? Đó, các bạn để ý nha, số trên, số dưới, ok chưa? Được chưa? Rồi, khi mà chúng ta gọi xong rồi, đây, nhớ nha, cái máy này màu xanh này, được chưa? Đó, rồi các bạn sẽ nhấn vô check, các bạn nhấn vô check, ở đây bạn phải bấm vô đây trước đã, rồi xong rồi bấm vô check. Đợi 1 phút nhé, có thể là 30 giây. Rồi, ok, rất là mừng khi mà nó đã hiện ra một cái thông tin như vậy. Ok nào, đây là C300, đúng như tên máy này luôn này nhé.
đúng rồi, đúng với tên máy này luôn, C300, được chưa? Cái các bạn cần quan tâm là gì? Đó, thông số ở đây, Nokia này, rồi thông số ở bên này nữa. Cái hơn hết nữa là các bạn cần quan tâm đó là hình ảnh của máy này, hình ảnh này, được chưa? Nó hơi tối các bạn không thấy được hả? Rồi, quay nghiêng nghiêng lại nhé, do trời tối, đó. Để, hình này với hình này nó như nhau này, có nghĩa là máy này là đúng rồi đó, đúng series, đúng email rồi nhá. Rồi, cái thứ hai mà tôi muốn cho các bạn phải biết ở đây là về về giá cả, được chưa? Ở trên thị trường thì người ta bán với rất là nhiều giá khác nhau, được chưa? Rồi có một số đồng chí trong ngành cũng đang ngồi xem ở đây. Cái đó thì phụ thuộc vào cái chế độ bảo hành của người ta, với lại là tình trạng của máy nó như thế nào, gọi là tỷ lệ phần trăm máy nó như thế nào, thì người ta sẽ bán giá với lại kèm theo chế độ bảo hành người ta ra sao, thì mỗi chỗ bán thì mỗi giá nó khác nhau. Ở đây thì Sakin sẽ nói cho giới thiệu cho một số trang web họ bán với giá này. Đó, trang này thì họ bán với giá là 600.000, được chưa? Trang này thì họ bán là 550.000, được chưa? Đó. Đó, trang này thì họ bán là 449.000. Một số đồng chí thì quay lại hỏi Sakin, vậy anh bán với giá bao nhiêu? Thì tôi nói với các đồng chí rằng là cái máy này tôi bán với giá là 400.000 nhá, bao gồm cả máy, pin và sạc, được chưa? Chế độ bảo hành của Sakin là 6 tháng, được chưa? Bao đổi trả cho cho đồng chí nào yêu mến dòng này, một đổi một trong thời gian là 15 tháng. Nếu có phát sinh ra lỗi thì cứ mang qua Sakin, hoặc là nếu đồng chí nào ở xa thì có thể ship lại, gửi ngược lại cho Sakin để Sakin đổi ra cái khác cho các đồng chí xem nhé. Đó, đây là dòng Nokia C300 mà Sakin muốn giới thiệu cho các đồng chí, được chưa? Hiện tại cái dòng Nokia này thì Sakin đang có hai màu chính, đó là màu xanh này với lại màu hồng, được chưa? Màu hồng này thì rất là phù hợp cho chị em. Vừa rồi thì Sakin nhập 20 chiếc dòng Nokia C3 này và bán trong thời gian rất là ngắn. Công nhận là Nokia này có sự thu hút rất là ghê gớm đối với các anh các chị ở đời 7X, 8X với lại đời đầu của 9X thì rất là ưa chuộng dùng cái điện thoại Nokia C3 này. Đó, lý do tại sao thì mỗi người mỗi lý do. Ok nào. Đó, ngoài ra thì tôi sẽ test cho các bạn xem. Tôi có nói là cái điện thoại này nó có thể hút được wifi. Vậy nhiều người sẽ đặt ra một câu hỏi, tại sao anh không test cho chúng tôi xem nó hút wifi như thế nào, có mạnh không? Ok, bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem luôn nhá. Ok nào. Rồi, tôi mở khóa. Bây giờ là để vô wifi thì chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Rồi, nói chung là tôi cũng mới dùng dòng này thôi. Trước kia thì tôi có dùng nhưng mà lâu rồi tôi cũng quên. Bây giờ chúng ta sẽ mò lại nhá. Hình như đây là cột wifi thì chắc chắn nó là của wifi rồi đó nào. Click vào đây thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có wifi hiện có, wifi đã lưu, kết nối internet. Hỏi trước này tìm WLAN này. Bây giờ tôi sẽ bấm kết nối wifi cho các bạn xem nhá. Hiện có này, tôi đang tìm mạng, tôi tìm mạng xung quanh đây có hay không. Đây đã có một cái wifi, tôi đã nó hỏi là khi mà thấy wifi như thế này rồi đó không. Bây giờ chúng ta bấm vào kết nối. Khi mà bấm vào kết nối thì nó yêu cầu mật khẩu. Được rồi, tôi sẽ nhập mật khẩu nhá. Rồi, sau khi đã nhập mật khẩu xong thì tôi nhấn vào kết nối. Nó báo là đã thành công.
lưu mạng lại sau khi sử dụng không? Có, mình nhấn vào có đi để lần sau mình khỏi phải nhập mật khẩu nữa đúng không nào? Rất là đơn giản. Vậy là mình đã kết nối với Wi-Fi này rồi nhá. Sau khi kết nối, chúng ta sẽ test vô vào cái đây, có một cái quả địa cầu này, được chưa? Chúng ta click vô đây. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập một địa chỉ. Mình nhập địa chỉ là Google hay là gì gì đó đi ha, để thử xem nó kết nối Wi-Fi như thế nào, nó có mạnh hay không, được chưa? Tại vì dùng không quen ha. Mình một tay cầm điện thoại để quay, một tay cầm để gõ cho nên là nhìn nó không được ấy lắm, được chưa? Chắc là do mình chọn cái kiểu gõ chữ nó nhảy tùm lum này. Ok. Rồi, kệ nó đi. Chấm cơm mà chấm com chứ. Rồi chấm com rồi này. Do mình chọn kiểu gõ lúc đầu á, được chưa? Nó không được ổn cho lắm. Rồi sau khi mình vô được Google đây, được chưa? Mình có thể tìm kiếm thường thường hồi xưa mà chúng ta có dùng cái dòng này để tra tin tức, học tập hoặc là đọc truyện. Đọc truyện là chính. Bây giờ tôi sẽ thử vô vào phần đọc truyện nhé. Đó. Cái tính năng của máy này lướt web thì rất là ok này. Dùng chế độ wifi á các bạn nhé. Nó hút wifi cũng không đến nỗi gọi là chậm đâu. Mà cái thời đó thì wifi cỡ này là pro rồi. Các đồng chí nào mà kết cái dòng này cứ liên hệ với Sakin nhé. Ở thời điểm hiện tại thì do không đủ ánh sáng với lại là ấy như sao mà Sakin quay nó nhìn nó hơi tối tối, các bạn thông cảm nha. Rồi đầu đó, cái tính năng lướt web bằng wifi của nó là vậy, rất là ổn. Theo Sakin thì Sakin thấy là rất là ok rồi. Được chưa? Các đồng chí nào mua thì cứ thử trải nghiệm, ôn lại kỷ niệm xưa thôi. Được chưa? Có cặp thì chồng mua màu xanh, còn vợ thì mua màu hồng, đúng bài luôn rồi, được chưa? Chủ yếu là nhớ lại kỷ niệm thôi, còn dùng ấy thì chỉ nghe gọi thôi, chứ lướt web thì ai dùng không? Ít, mà đôi lúc thì đêm khuya mình lướt, mình mở cái này thì để mà ấy thì cũng ok lắm đấy chứ ha. Ngoài ra cái điện thoại này có thể vô Facebook được nhá. Vô Facebook được luôn. Em trai của tôi cũng đang dùng cái này, thì cậu ta vô Facebook chat chít rất là ok. Điện thoại này hiện tại là một sim nhé, một sim. Đó, camera chụp hình cũng tạm được. Đó. Loa nghe gọi thì cũng ok. Khi mua thì các bạn ở xa có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Test tất cả mọi thứ ok thì mới thanh toán. Còn các bạn ở gần thì cứ qua nhà Saki test thoải mái, không ổn thì test xong nếu cảm thấy mỏi tay rồi có thể ra về cũng được. Ok nào. Đó, đây là Nokia. Bây giờ có cần Sakin để test loa cho các bạn không nhỉ? Mà hiện tại đang nghe nhạc sao mà nghe được loa ha? Chắc không nghe được đâu. Để bật loa ngoài đi ha. Đó. Đó. Loa thì nghe cũng khá là ổn luôn. Ok xin, ông cứ đi làm gì thì làm đi. Còn tôi sẽ quay E6, E71 vào ngày mai nhé.
và ngày mai thì Skin nghĩ là sẽ đủ ánh sáng, rồi Skin sẽ quay cho Xuyên xem. Với lại các đồng chí nào mê với dòng cổ này thì cứ vô xem thôi, có thể ai mà nhớ lại kỷ niệm xưa thì ủng hộ dùng Skin, hoặc liên hệ với Skin qua số điện thoại 038 547 319 nhé. Rồi đồng chí nào cứ quan tâm thì cứ inbox riêng hoặc là gọi số hotline đó nhé. Rồi cảm ơn các bạn. Tôi sẽ trả lại là cái máy này cho người ta. Ok. Đó.